Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy để chọn bộ màn hình của Huawei MediBuds M3 được tách rời ra khỏi bảng main của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Huawei MediBuds M3 lỗi hỏng màn hình khởi động lúc lên lúc không, vỡ cảm ứng không cảm ứng được, cần một địa chỉ thay mới, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp .vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Hiện tại Di động Cao cấp .vn có tất cả các linh kiện trên Huawei MediBuds M3 nói chung và phần màn hình cảm ứng của máy nói riêng thay mới các bạn. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình cảm ứng cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 0961234534. Cảm ơn quý các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp .vn.